Hồi giữa tháng, Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hy vọng Ukraine sẽ được mời gia nhập liên minh cùng nhiều cam kết an ninh khác, tuy nhiên kết quả không như kỳ vọng. Con đường gia nhập liên minh châu Âu, EU cũng không dễ dàng, dù Nga không phản đối do đây không phải liên minh quân sự giống NATO. Hồi tháng 6 năm ngoái, EU đã cấp tư cách ứng viên cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles, Bỉ, mở đường cho Kiev trở thành thành viên mục tiêu lớn của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, quá trình gia nhập có thể kéo dài nhiều năm. Để trở thành thành viên EU, Ukraine phải thực hiện cải cách sâu rộng và giảm tham nhũng. Rủi ro đối với Ukraine là đáng kể nếu họ không thành công trong việc gia nhập EU, đặc biệt khi không có tiến triển trong con đường gia nhập NATO. Điều này khiến Ukraine nằm ngoài vòng đảm bảo của các tổ chức phương Tây, và có thể dẫn đến sự thất vọng và mất niềm tin vào giới lãnh đạo thân phương Tây của nước này. Liên minh đã giao cho Kiev 7 nhiệm vụ cần hoàn thành trước khi khởi động đàm phán gia nhập. Mặc dù đã có tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, Ukraine vẫn cần nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu về dân chủ, độc lập tư pháp và luật truyền thông. Tuy nhiên, gia nhập EU, ngay cả với nước không có xung đột và nền kinh tế phát triển hơn, cũng là quá trình khó khăn và đòi hỏi nhiều năm nỗ lực đáp ứng tiêu chí của EU. Nỗ lực gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, đã bị đóng băng trong nhiều năm, sau khi các cuộc đàm phán về tư cách thành viên được khởi động vào năm 2005. Ba nước vùng Baltic đã trải qua 9 năm đàm phán và cải cách để được gia nhập. Trong khi đó, EU cũng đối mặt với bài toán riêng về cải tổ chi tiêu và thay đổi cách ra quyết định nếu họ mở rộng liên minh. Những nước Tây Âu không còn hào hứng với mở rộng liên minh từ trước khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine. Họ nhận thấy rằng các nước gia nhập EU sau này như Hungary có nhiều điểm bất đồng với các thành viên khối. Một số lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tranh luận rằng việc kết nạp thêm thành viên đòi hỏi phải sắp xếp lại khối khi các thành viên có mức độ hội nhập kinh tế và chính trị khác nhau. Chúng ta có niềm tin chung rằng kết nạp Ukraine vào EU là điều rất quan trọng về mặt địa chính trị, song không đồng nghĩa nó sẽ xảy ra. Chưa có kế hoạch thực tế nào được thảo luận, Fabien Jeannet, giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách châu Âu, nhóm nghiên cứu tại Bruxelles, nói. Sự gia nhập của Ukraine, nước có nền kinh tế bằng khoảng 1/5 nước láng giềng Ba Lan và phần lớn dựa vào nông nghiệp, sẽ buộc EU phải điều chỉnh chi tiêu cho hai lĩnh vực, gồm hỗ trợ nông nghiệp và tài trợ cho khu vực EU nghèo hơn. Khối đã dành 2 năm để xem xét cơ hội mở rộng và thay đổi cơ cấu chi tiêu để thích ứng với sự gia nhập của Ukraine. Sự gia nhập của nước này đồng nghĩa với việc EU phải làm thay đổi lớn về cơ cấu và chính sách để hỗ trợ quốc gia mới gia nhập và thúc đẩy sự phát triển kinh tế và chính trị của toàn liên minh.